hai bên là không có vách tường để ở, là chỉ cho nhà tạm để mà ở thôi. Đôi khi mưa ở nhà là mưa tạt vô ướt, đôi khi ngủ mơ mưa xuống là tạt ướt hết như. Vì mùa hè lên là nóng, nóng mà mồ hôi chảy mà kiểu cũng biết làm gì nữa. Nhưng em ước là cũng có một ngôi nhà kiểu cũng giàu chỉ mà đủ để che nắng cho mưa. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Uyên được che tạm vài tấm tôn cũ nát và hai tấm bạc phủ trước hiên nhà để tránh cái nắng nóng mùa hè. Nó cũng tạm bợ như chính cuộc sống của gia đình Uyên. Tiền thì nói cái nhà nhưng mà thực hình thức là cái chòi. Thế từ khi về ở là 8 năm. À, 7 năm thì nói chung là gia đình rất gặp nhiều hoàn cảnh. Nói chung là mưa là vô, nắng là nóng, gặp chồng thì đau, mà con thì đi học. Nhiều lúc con em hắn cũng thấy mẹ vất vả được thì hắn cũng muốn nói mẹ ơi, để con nghỉ học cũng bù cho mẹ. Em cũng nói đi thôi cháu học được để đồng viên cho cháu học. Đó, thì nói chung em cũng cố gắng vay mượn bên ngoài, nhiều khi là có bà chị đâu giúp đỡ. Khi thuộc hàng là 500 triệu mượn chị, rồi em đi làm thuê làm mượn để là coi như là để trả lại cho chị. Chồng hay đau ổn vì bệnh tim và khối u sau lưng ngày một lớn, không làm được việc gì. Một mình bà Quy gánh vác cuộc sống mười mấy năm qua với vai trò trụ cột gia đình. Nhưng thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê làm mướn của bà Quy cũng chẳng đủ trang trải chuyện học hành cho con gái và thuộc thang cho chồng. Thấy mẹ em cực khổ, em cũng muốn lơ nghỉ học để mơ đi làm để mơ giúp đỡ mẹ. Cũng từng có ý định nghỉ luôn, cũng nghỉ 2-3 ngày rồi đó. Xong mẹ biết là mẹ bắt em đi học. Mẹ đồng viên em đi học, mẹ kiểu mẹ xoay sở cho em học được. Giống như mẹ đồng viên em hướng, em có động lực để đi học hơn. Cũng mượn trước mượn sau rồi, mà giờ chứ giống như họ nhìn vô cái cạnh nhà nên mà chưa mượn nhiều không ai cho. Mà gặp cái đứa học hẳn được, cho cái đứa học hẳn khá, hẳn học giỏi, thành thực chí hẳn. Em phải cố gắng để cho cháu hẳn học. Khi hẳn nhận thức được qua cấp 2 thì hẳn cũng là nói là để con ở nhà để con lại làm phục vụ giúp cho mẹ. Cho mẹ thấy mẹ vất vả quá nhưng mà em bật đồng viên. Em là vì cháu học được anh một đồng viên nhân học, vì cái đời mình đã khổ rồi. Thì thôi giờ chứ mình cố gắng mình để mình lo cho hẳn. Lập gia đình với hai bàn tay trắng, cuộc sống của hai vợ chồng bà Quy mười mấy năm thấp thỏm trong cảnh ở trọ thuê nhà. Sau ngày được ba mẹ cho góc đất nhỏ để làm nhà, thì chồng bà Quy lại phát bệnh phải nghỉ việc bảo vệ ở trường học. Cuộc sống chật vật hơn bởi các bệnh tim và khối u sau lưng của ông Hiệp chẳng thể điều trị dứt điểm. Vậy nên chuyện xây cất một căn nhà nhỏ kiên cố đối với vợ chồng bà Quy vượt xa tầm tay với. Cháu Uyên nhiều lần bỏ học vì là điều kiện gia đình cũng khó khăn, thì cũng được giúp đỡ của bà con lối xóm đồng viên, thì từ vật chất thì tinh thần, chúng là vật chất thì không đáng chi, thì tinh thần thì cháu theo học. Thì tất nhiên là cũng là khó khăn, thì ở đây là chính quyền địa phương cũng giúp đỡ, cũng xác nhận đây, cũng tạo điều kiện cho gia đình ông Hiệp thì Quy. Nếu về cuối năm nay là mới sẽ thu nghèo, thì tôi cũng có muốn là đề xuất cũng là đưa cho cái hồ của chị Quy này vào hồ nghèo hoặc cận nghèo đó, để cho có cái điều kiện để xây lại cái sửa chữa lại ngôi nhà. Vì trời mưa là lụt sắp tới thì những cả sắp tới đấy thì khả năng là nhà của tế tôn thì dột, dưới thì nước rất là bẩn thỉu,
trong hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, cháu cũng đòi nghỉ học nhiều lần rồi, mà trong gia đình với lại hàng xóm cũng động viên cháu để cho cháu là cố gắng mà học, sau này là coi như là để mà nuôi cha nuôi mẹ. Bây giờ chưa trong gia đình thì chỉ có một mình dì má là coi như là lao động chính thôi, còn ông chồng thì giờ chưa là bệnh tật, thì tôi cũng thấy hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nữa thì chị em là chỉ có nhường cơm xẻ áo thôi, chứ cũng không có tiền bạc gì mà coi như giúp đỡ. Nên thành thử ra là coi như là bây giờ chưa, thì tôi thấy tất bên trên mà coi như đã quan tâm lưu ý giúp đỡ gia đình gì thì cũng cố gắng để mà động viên cháu, cho cháu chăng ăn học, để coi như là sau này trở thành người, để coi như là giúp đỡ cha, giúp đỡ mẹ. Thì khi mà ông cháu có thịt bò, nó cháu nó đô nữa, nó đi làm bò, nó vô đi bố ông cháu, quả thịt bò khoảng 20-30 ngàn thôi, cho tiền mà có mà cháu không. Nhưng mà thầy ông tôi thì già bằng xíu vèo gió mà bảo cũng con chí cái đồ ai mà bữa đi mà cấp mà ở già chí đi. Như mình chỗ ông tôi thế là đi phải hoàn cảnh nó chiếu thiệt là vì ông chồng đau á, đau hoài đau mãi rồi nằm bên bệnh viện thôi. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Uyên luôn cố gắng học tập thật tốt, bởi em thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ mong muốn Uyên theo con chữ học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể thoát nghèo. Thầy chữ mẹ rất là nhiều, thầy thấy mẹ tôi chứ bà đâu ở nhà, rồi mẹ đi làm, chứ nếu mẹ đi làm là không có tiền để nuôi cho cả nhà. Em đồng viên mẹ như giúp việc nhà trong gia đình, con giống như ở nhà là mẹ đi làm là mẹ giúp mẹ đi làm, con em ở nhà là giúp nhà phải chăm lo cho bà được. Em cũng đang suy nghĩ, tại vì từ kiểu ước mơ đi học cũng rất là nhiều trong người, cũng ao ước đi học mơ hoàn cảnh khó khăn, nhưng chắc em cũng phải đi làm thêm thôi để kiếm thêm một ít tiền để mà đi học. Sau này em muốn vào trường du lịch, em muốn làm một hướng dẫn viên hoặc là quản trị một kỳ trung tâm, một khách sạn nhỏ nhỏ vậy. Trong cuộc sống nhiều lo lắng và bấp bênh hiện tại của gia đình này, thứ vững chãi duy nhất chính là ý chí học hành của con và nỗ lực của mẹ. Mong rằng Uyên sẽ vượt qua kỳ thi lớp 12 sắp tới với kết quả tốt nhất để em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của đời mình. Em đi học thầy như bạn bè với ba mẹ có hoàn cảnh cùng khả hướng gia đình em. Bởi vì đôi khi em cũng thấy tuổi thân nữa. Đúng như bạn bè em đi học đôi khi có tiền ăn sáng nữa. Em đôi khi đi học em cũng phải nhìn ăn sáng không có tiền để đi học. Cũng buông thôi chứ cũng cố gắng để mà đi học nữa. Yeah. Tại vì mẹ mình cũng có để cho mình. Yeah. Chứ em thấy nhà em khó khăn rồi chứ mẹ em đi làm kiểu bờ đực bờ cãi nữa. Ba em thì chưa cũng làm được. Chứ em nghỉ năm đi cùng năm cuối 12 rồi. Xong chứ em cũng cố gắng đi học, sau đi cùng kiếm được cái chữ để mơ lo cho bản thân, kiểu cũng giúp được gia đình trong tương lai. Thank you.
thăm thì thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn như bệnh tật của gia đình, thì ngay bây giờ chương trình Nguyện Nhiều Nghĩa Tình có món quà là hơn 16 triệu đồng để mong hỗ trợ một phần chi phí để cho chồng của chị điều trị bệnh như là lo cho con học hành. Xin mời cô C đại diện cho quỹ Nguyện Nhiều Nghĩa Tình trao món quà. Biết được hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng em thì hôm nay cô xin thay mặt cho ban đội nghĩa tình của đài Trung Huế gửi đến gia đình em là hơn 16 triệu. Trong 16 triệu đồng đó là có các công ty xí nghiệp ở trong địa bàn gửi đến mẹ gia đình em. Như Thẩm mỹ viện Nam Phương có gửi cho em 1 triệu đồng. Công ty cổ phần xây lắp Huế gửi đến mẹ gia đình em 1 triệu đồng. Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến gia đình em 1 triệu đồng. Trong mong rằng cái số tiền này em chữa bệnh cho chồng và cho cháu ăn học và giải quyết khó khăn trong giai đoạn hiện tại. Chúc gia đình em gặp được nhiều may mắn. Xin cảm ơn cô. Và còn đây nữa là 20kg gạo của bác Hoàng Công Quang là Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Thủy nhờ chương trình chuyển đến cho gia đình Di. Và cô Quảng Hành ở Lê Duẩn có món quà là một bao gạo gửi đến gia đình. Ngay bây giờ thì con muốn biết cái cảm xúc của Di như thế nào khi đón nhận sự chia sẻ đến từ cả nhà hảo tâm. Tôi cảm ơn trên nhà hảo tâm. Nhờ chưa biết có cả gia đình của em. Nhờ chưa các nhà hảo tâm về chương trình là điểm thăm gia đình em rất cảm động. Cuối cùng em có thay mặt gia đình em có lời gì hết thì em xin thân thật cảm ơn. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của chủ Hiệp và Di Quy ở 337 Tăng Mật Phổ, thành phố Huế hoặc thông qua chương trình Nguyện Nhiều Nghĩa Tình, phòng thời sự, đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nguyện Nhiều Nghĩa Tình cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, chị em tiểu thư ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bến Ngự, An Cừu, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ hỗ trợ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.